Không, tao không thích đi hộp màu trắng mày ơi. Nhìn nó rất là trắng. Làm sao vậy? Hay ha. Nó bị gọi là tao bị cận nè, đúng không? Tao cận nè. Nặng luôn á, là nó sang nha. Sang nha. Kiểu là thực tập sinh nghiên cứu sinh học. Chị ơi em cắt nha chị. À? Em không thấy số. Đẹp quá. Kiểu nó độc lạ, nó tôi phải độc lạ. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hương Lý Official. Và mình đang ở Nha Trang. Không làm gì hết. Đấy, thì sáng thì mọi người có thể thấy là Hương Lý là đi trễ chuyến bay. Nhưng mà Việt Nam Airlines mấy đỉnh, nên là mình đã đi kịp, không có bị gì hết. Đây là cái phòng mình ở ngày hôm nay. Nó cũng khá là bình thường thôi. Panorama đấy. Nó cũng khá là bình thường thôi. Bình thường thôi. Bình thường thôi. Và đây là cái outfit ngày hôm nay. Rất là ba lê nha. Mình đã có mặt tại bún cá nguyên lai thì mình đã order một con bún cá, bánh gối nữa, một ly sữa đậu nành, combo không thể nào sai, ớt nè, mắm nè, cái nước ớt anh chung đó. Má ơi, thả miếng chanh vô đó, xong rồi rau vô, tù đỉnh. Uống chị miếu ơi, cá này ha đó, chấm miếng rồi. Mùi dữ, mình thấy người ta vậy nè. Thôi mùi điểm. Bây giờ mình đi qua chỗ cắt kính. Mỗi lần thì tốn một cuộn tiền cắt kính. Rồi mắt kính này ha, xong bây giờ đổi cái mắt kính khác. Mình thấy cái này không có đẹp. Cái này giống cái kính nhà mình đó vậy. Không, ta không thích đi hộp màu trắng mày ơi. Nhìn nó rất là trắng. Sao vậy? Ôi, tự nhiên bóc đại thấy cái kính này đẹp không mọi người. Tròn ha, hồi nãy là vuông đây này, giờ tròn. Ôi ôi, cũng đẹp. Thôi, cái này tôi để nó kỳ kỳ nha. Cũng hay ha. Nó bị gọi là tao bị cận nè, đúng không? Tao cận nè. Nặng luôn á, là nó sang nha. Sang nha. Kiểu là thực tập sinh nghiên cứu sinh học. Mọi người bình chọn đi. Chị ơi em cắt nha chị. Không, em có nhiều mắt kính lắm nên là không sao hết trơn á. À? Em không thấy số. Đẹp quá. Kiểu nó độc lạ, tôi phải độc lạ. Chào mọi người, tạm biệt mắt kính thì mình đã tới tiệm đồ bikini. Yes. Rồi, đẹp chua. Ở đây là những cái áo choàng, body suit. Quá dễ hu, lại vô là tự nhiên thấy là Hương Lý rồi gạo khác tên em. Cái máy xinh 10 điểm. Rồi qua đây đi. Dễ hu không? Dễ hu không phương nè, dễ hu. Chị phiết điểm, Chanel. Cái gì vậy bà nội? Phiết điểm, tôi không đủ tự tin như ấy. Ủa nhưng mà cái cửa hàng xinh quá mọi người. Một xanh lá cho một ngày không có má. Ê mát quá thề luôn ý, đi ngoài nắng mát lắm luôn á. Rồi mày bị Hương Lý lay rồi, mày nhảy mày yêu nhiều không mày biển giùm tao. Phương ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ơi, gọi là tính về vũ trụ rồi, đi tới đâu là yêu nhiều không tới đó. Trời ơi, cưng bị má. Thấy không, thấy cái này không? Chị kiểu chị trưng cho đẹp thôi, giờ mình mua luôn cái phao. Giờ chị ngồi chị bơm cho nó cứng lên. Tiếp tim, thấy không? Đàng hoàng lại Hương ơi, đi biển không có đu vậy. Ta da, tắm biển nè. Sao tự nhiên mà đổi vai vế với nhau vậy? Trời quay tôi bà. Ủa bà, ai chị Lý bà? Hello mọi người, mình đang có mặt tại quán bánh xèo địa phương. Không phải ai cũng biết cái quán bánh xèo này đâu. Chỉ là tới cái chỗ đó rồi nhưng mà mình phải đi theo mách bảo. Quá trời dân dã luôn, bánh xèo mực. Đúng là bấm nước, nghe mùi nước mắm. Trời đất ơi, tự nhiên cái bánh xèo này. Là sushi quá à. Thấy mực không? Đó. Hấp rượu quá, thấy đều hấp rượu quá. Múc bàn, nãy bóc cá có mấy bạn ơi, giờ ăn tay dơ quá trời luôn, lát giữ uống sô vun. Ê, mắm em ngon nha. Trả tiền rồi, mày dính bậy. Ghẻ hả? Nhiều cái, 5 nghìn cái. Sao cái bà trời ơi. Chưa bao giờ bà Hương Lý mà rẻ vậy. Bánh xèo cô Dung bán từ 2 giờ đến 8 giờ. Đọc địa chỉ thôi. 24
đẹp bao nhiêu không biết. Đi tới hẻm 24 vô. Hẻm 24 thấy bà ngoại 76 tuổi. Mấy hàng xóm ai cũng trả lời ngon nên bà người yên tâm. Đây bà ngoại nè. Ngoại dễ thương lắm. Lâu rồi con mới được nói từ ngoại. Trời ơi ông bà cũng mất hết trơn. Vậy hả? Mấy con về đâu? Tụi con là du lịch. Dạ. Ngoại nổi tiếng lắm á nên con tụi con mới biết á. Ngoại được nhiều YouTuber tới đây review lắm rồi. Ghê chưa? Ngoại hơi bị nổi tiếng đó ngoại. Ngoại giờ đem bánh lăng đi. Dạ rồi. Chúc ngoại buôn bán thành công. Mọi người ơi, mình đi ngang cái quầy chè này cái mình phải tắt vô nè, nhìn hấp dẫn không? Chè chuối, chè đậu xanh, chè thăng, hạt sen hả? Một chè thăng, một chè hạt sen, chè chuối. Chè ơi, chè order, chè bà ba. Trời hấp dẫn quá ha. Chuối kìa. Oh my god. Bánh lăng nè mấy bạn ơi. 7.000 quần cá hoa rẻ luôn. Không bà đái luôn. Trời ơi, mùi điểm nói gì nữa bay ơi. Lâu lắm rồi tôi mới tận hưởng được cảm giác ngồi là ăn những món mình thích. Bữa lần nó nguyên chất lắm nha, ăn nó tan luôn á. Mà nó béo, mà nó ngọt, thịt thơm thơm. Ê, hỏi sao mà chân cái tủ nhìn nó hấp dẫn quá trời. Ê, ngon quá. Mùi điểm. Đây, giờ chú nãy mới mua ở cô kia, cô Dĩ Hương á. Xong qua bên bánh lan ngồi ăn. Cái gì vậy? Bánh lan có ăn không? Ngon điên. Chỉ lừa mình mày ơi. Để chị nói là cái chè chị bán ngọt lắm. Ngọt đâu? Ngon mà. Ôi đó, thịt nhìn trắng à. Dạ, ơi ngon lắm. Có ăn thêm nhiều không? Ơi ngon lắm. Và cuối cùng thì Hương Lý đã về tới phòng. Hôm nay là một vlog rất là mệt vì ăn quá nhiều. Hẹn mọi người vlog lần sau và nhớ đăng ký và subscribe cho kênh Hương Lý Official để coi được nhiều vlog của Hương Lý hơn. Bye bye.